Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video buổi sáng ngày Chủ nhật ngày 21 tháng 1 năm 2024. Bây giờ là 11 giờ kém 15 phút, hiện tại thì mình đang có mặt ở ngã 6 Cộng Hòa năm xưa. Ở đây gồm các trục đường Nguyễn Thị Minh Khai là đường Hồng Thập Tự phía sau lưng màn hình của chúng ta. Nhất bên tay trái một chút xíu là đường Phạm Viết Chánh này quý vị, đi về bên hướng của bệnh viện Từ Dũ. Tiếp theo là đường Nguyễn Văn Cừ, đường Cộng Hòa ngày xưa, đi về bên ngã tư của đường Trần Hưng Đạo. Và đường Lý Thái Tổ, đường Hùng Vương và đường Trần Phú của cô chú anh chị các bạn. Trong buổi trưa ngày hôm nay, Tường Vũ Channel kính mời tất cả cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi cập nhật tình hình phố xá trung tâm Sài Gòn. Đó, đây là con cưng nè, thương hiệu con cưng nè. Xã đồ dùng mua 1 được 2 luôn. Wow, wow. Mua 1 tặng 2 luôn quý vị. Mua 1 tặng 2. Con cưng là một trong những thương hiệu cũng rất là nổi tiếng, được nhiều bà con yêu thích. Nhưng mà bây giờ thì cuối năm tình hình buôn bán cũng không được khả quan lắm. Buôn bán vẫn ế ẩm, mặc dù tháng này là gọi là tháng mua sắm Tết nhộn nhịp tất bật nhất. Chúng ta còn 20 ngày nữa sẽ đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 rồi. Và hiện nay thì phải nói tình hình sức mua bán thì đã tăng lên, nhưng mà không đáng kể đâu quý vị. Tăng lên so với bình thường nhưng mà không đáng kể. Năm nay phải nói là bà con cũng tiết kiệm các khoản chi tiêu, hạn chế việc mua sắm Tết rồi, cho nên là sức mua vẫn giảm rất là nhiều. So với mọi năm thì chẳng đáng là bao. Wow, đẹp quá trời đẹp luôn quý vị. Cuối năm khai trương cũng hy vọng là bán cái mùa Tết này, nhưng mà năm nay kinh tế nó không như mong đợi, cho nên rất là khó để mà bà con có thể xuống tiền để mà mua sắm Tết đâu quý vị. Mình sẽ đi trên con đường Hùng Vương ha, để đi về bên quận 10 à quý vị. Ở đây bên tay phải là con đường Lý Thái Tổ về bên ngã 7 nè. Đó, mình sẽ đi thẳng con đường Hùng Vương luôn. Hai mươi ngày nữa thôi, chúng ta sẽ bắt đầu chào đón năm mới Giáp Thìn Nguyên Đán 2024. Các cái chợ truyền thống thì cũng bắt đầu dần dần có đông đúc bà con đến mua sắm Tết rồi. Và sức mua cũng bắt đầu rộn ràng, náo nhiệt hơn. Đường phố thì cũng bắt đầu đông đúc hơn. Tuy nhiên, sức mua năm nay theo như thông báo và dự kiến của nhiều tiểu thương thì không phải là quá cao đâu quý vị. Phải nói là cuối năm thì bà con mang các cái đồ
cũ, đồ mới, đồ đã qua sử dụng, bán tràn lan đại hải ở các con phố trung tâm quận 10 Sài Gòn. Cái gì cũng bán luôn, thiết bị điện tử, nồi niêu, son chảo, bàn ghế, điện thoại di động, cái gì cũng bán luôn quý vị. Bình điện, ắc quy, bầu trời ơi. Phải nói năm nay kinh tế quá là khó khăn, cho nên là phải nói dọc theo tuyến đường này đủ đồ đã bán luôn. Đó, đồng hồ, mắt kính, laptop, gì cũng bán luôn quý vị. Con đường Hùng Vương này là chuyên về thiết bị điện tử nè, cho thuê mặt bằng nè, đồ cũ đó, người ta. Quá trời, micro, giày dép, quần áo, điện thoại, đồ cũ thích gì mua đó. Quá trời luôn. Túi xách, đồng hồ, ba lô, giày dép, bàn ủi, micro, đồ cũ không nè quý vị, đủ đồ luôn, đồ gì cũng có, dây điện, mắt kính, dây dép này, dây cũ nè, còn những đồ gì cũng bán luôn cô chú chị các bạn ơi, thích đồ gì mua đồ đó, giá thì thoải mái mà trả giá thôi. Ở đây giá là rẻ rồi, nếu ta thích đồ gì ta mua đồ đó, ta quyền trả giá thoải mái luôn quý vị. Quận 10, đoạn quận 10, đường Hùng Vương, rồi quận 10, con đường khu vực chợ điện tử Nhật Bảo nữa. Cũng phải nói là thoải mái mua đồ xe ra. Wow, trời ơi, đó, giày dép quá. Giày dép, đồ cũ cứ dục ở đây thôi, cột nhúng, mắt kính, túi xách, đồ điện tử, cột nhúng, quạt cũ, quạt cũ nè, máy sấy tóc nè, gì cũng có luôn. Thích đồ gì mua đồ đó. Cuối năm tình hình kinh tế khó khăn quá, bà con kiếm tiền cũng rất là khó luôn. Con đường Hùng Vương này là con đường chuyên về thiết bị điện tử nè quý vị, sửa chữa, mua bán, ép kính, thay màn hình điện thoại, máy tính bảng, phụ kiện, ân phụ kiện, mắt kính đầy đủ luôn. Cuộc sống bây giờ khó khăn quá, kiếm tiền mỗi ngày cũng khó rồi, thất nghiệp thì nhiều. Sài Gòn của chúng ta thật sự cũng rất là phức tạp luôn nha cô chú anh chị các bạn. Dân rất là đông, và phải nói đi ra ngoài đường thì chẳng biết ai là thật, ai là giả. Có rất nhiều người mặc áo sơ mi trắng, dài tay, rồi mặc quần tây, mang giày tây, nhìn rất là lịch sự, giống như là sinh viên vậy đó quý vị, nhìn giống như là nhân viên văn phòng vậy đó, nhưng mà sơ hở là người ta nhào vô, người ta cướp, người ta giật xe máy để mà không khóa cổ, không cảnh giác là mất luôn, điện thoại đứng nghe mà không để ý là nó giật luôn. Càng thấy người lịch sự bao nhiêu chúng ta càng để ý bấy nhiêu luôn. Tại bây giờ ra ngoài đường giả danh trí thức rất là nhiều luôn, trộm cướp đầy đường, phải nói là không thể nào mà chúng ta có thể lường trước được. Đã có rất nhiều cái hoàn cảnh ở bên nước ngoài về Việt Nam, đặc biệt là cô chú anh chị Việt Kiều bên nước ngoài về Việt Nam đó, đã biết bao nhiêu người sạch giấy tờ, bắt bo hộ chiếu, giấy tờ tùy thân mất hết luôn, đang ngồi ăn sáng, đang uống cà phê hay là đang đứng chụp hình, không để ý, không cảnh giác là bắt đầu bay vô giật đi. Rất nhiều người nước ngoài, Nhật Bản, Hàn Quốc, và trước kia cũng có mấy anh chị Việt Kiều bên Mỹ về, cũng bị bao nhiêu lần trộm cướp ở tại Sài Gòn. Sài Gòn đông quá cho nên cũng không thể nào mà
cảnh sát có thể đi tuần tra thì bắt hết được. Cho nên chúng ta tự bảo vệ cho chính bản thân mình, tự giữ cái tài sản cho chính mình mà thôi. Đó. Đường này cũng buôn bán đồ cũ rất là nhiều luôn này quý vị, đủ đồ. Đồ gì cũng có luôn. Mua món gì cũng có luôn quý vị. Đồ cũ cứ tới khu này là mua món gì cũng có luôn đó. Bà con đang canh nhau mua nè. Giày, dép, quần, áo, món gì thích món gì mua món đó. Giày, dép, quần, áo thích món gì quay món đó luôn các bạn. Ở đây và chứ có nhiều đôi giày đẹp lắm nha. Nhiều đôi giày nhìn là mê ly luôn á. Quần áo bà con đang lựa quá trời nè. Nào. Rẻ thôi, giá là tầm 20-30 ngàn. Giày cũng đẹp lắm, giày hiệu nhìn ok luôn. Không, em có đây, em coi. Đó, mấy đôi giày này chơi bền lắm nha. Quá trời luôn vậy. Dây chuyền, đồng hồ, bóp, quý. Giày tây, giày sport, giày thể thao. Nói chung là thích món gì thì lựa món đó thôi quý vị. Cuối năm mà xả hàng, bán đồ cũ. Trời ơi, mũ bảo hiểm cũng bán luôn. Và do nhiều khi đi lựa những món đồ là rẻ nha. Đó, mũ bảo hiểm kìa. Rất là đẹp nhưng mà chưa biết là người ta có mua nhiều hay không. Lâu lâu gặp những món hàng cũng đẹp lắm nha quý vị. Đồng hồ, dây chuyền, nhẫn, túi xách, quần áo. Ồ, dây chuyền bự luôn á. Hồi đó là gần Tết thì quận 10 chúng ta thì phải nói buôn bán sầm uất luôn. Đây là vô chợ An Đông nè. Có giày dép mắt kính rồi đầy đủ hết. Này, chợ An Đông nè. Ở đây chịu khó để săn lùng đồ cũ, nhiều đôi cũng đẹp lắm. Cửa hàng giày dép giờ bán cũng ế ẩm quá. Nói chung đi lần đường đi sang những đồ cũ này phải có thời gian bắt đầu đi tìm. Lâu lâu gặp những món đồ đẹp lắm. Đây mình đang đi phía ngoài của chợ An Đông nè. Buôn bán ế ẩm như thế này. Thường ngày Chủ nhật thì khách đông, nhưng mà Chủ nhật bây giờ thì người ta cũng không có còn mua sắm nhiều nữa. Bán trái cây nè quý vị. Năm nay thì cái gì cũng bán, có món gì bán món đó, có hàng gì bán hàng đó. Phía bên tay trái là An Đông Plaza. Ngày nay thì bên trong buôn bán cũng te tua, thôi thả. Mùa Tết cũng ế ẩm quá trời luôn, tiểu thương đang la làng. Nhiều kiosk, nhiều kiosk người ta đóng cửa luôn, không muốn buôn bán nữa luôn quý vị. Ế ẩm quá. Thật sự rất là đau lòng cho cái nền kinh tế của Việt Nam chúng ta. Do ảnh hưởng nặng nề của kinh tế thế giới cho nên nó cũng làm cho cái nền kinh tế của Việt Nam rất là khó kiểm soát.
đây là con đường Nguyễn Duy Dương nè quý vị. Đây là con đường Nguyễn Duy Dương đi về bên đường Trần Hoàng Quân, năm xưa là đường Nguyễn Chí Thanh đó. Hôm nay mời quý vị đi một vòng lang thang ở tại trung tâm quận 10 Sài Gòn ngày Chủ nhật ngày 21 tháng 1 năm 2024. Người ta hay gọi là thảm cảnh kinh tế Sài Gòn suy thoái. 20 ngày nữa đón Tết Giáp Thìn rồi, sức mua thì vẫn ảm đạm. Chỉ có một số chợ truyền thống, chợ sỉ thì bắt đầu sức mua bắt đầu tăng dần lên, nhưng mà so với mọi năm thì không đáng kể, không là gì hết đâu quý vị. Đây là con đường Hùng Vương. Lúc nãy mình đi đoạn trên thì cũng có bán một số đồ cũ, đồ đó là đồ Sida, đồ đã qua sử dụng rồi. Bất cứ một món gì, từ bàn ghế, nồi niêu, son chảo, bếp điện, đồng hồ, dây chuyền, quần áo, giày dép, túi sách, đồ cũ qua sử dụng, người ta cứ đổ hết ra đường. Người dân đi ai thích món nào mua món đó, giá cả thì trả thoải mái luôn, 50, 70, 100 ngàn, muốn trả nhiều trả luôn quý vị, thích món nào mua món đó thôi. Cứ tưởng rằng vào tháng này thì mọi người sẽ vui hơn và hớn hở hơn. Năm nay người công nhân, người lao động đi làm cũng chẳng thấy. Năm nay người lao động, người công nhân đi làm cũng không có mơ mộng đến cái việc thưởng đâu quý vị. Cái chuyện thưởng thì đối với năm nay thì chắc hẳn, về cái việc thưởng thì năm nay chắc hẳn là chúng ta phải chấp nhận thôi. Tại vì kinh tế nó suy thoái như vậy mà, chúng ta phải chấp nhận cái việc đó. Còn việc làm, còn nhận lương, đó là niềm vui rồi, không có gì vui bằng. Nhà thờ ngã 6 này cô chú anh chị. Xe bán vé số này khổ chưa? Con cái ngồi trong đây luôn để bán vé số luôn. Trời ơi. Mua mấy tờ không biết có mang tiền này. Lên ra. Đó, bé mà để trong cái này. Đâu rồi? Em lấy 2 tờ đi em. Rồi, cảm ơn anh. Tăng vé số mà để con cái xe vậy nắng thì để nó nắng sao? Dạ. Để nó nắng nôi thì sao? Xuống cho nó này anh. Hết rồi về thôi chứ. Còn hết rồi phải không? Dạ, còn hết rồi. Mình sẽ đi vào con đường Ngô Quyền nha quý vị. Cuộc sống khó khăn, mỗi người mỗi cảnh, mỗi người mỗi cái sự lo lắng riêng. Đường Ngô Quyền đi thẳng về con đường Trần Hoàng Quân nè quý vị. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch chuyên về điều trị phổi, lớn nhất có tại Sài Gòn nè. Sài Gòn thì ngày Chủ nhật lưu lượng xe cộ lưu thông ở ngoài đường nó cũng giảm xuống rất là nhiều luôn. Ngày nghỉ của mọi người mà. Năm 2024 rồi mà thấy tình hình như thế này thì chẳng biết ra sao. Ngoài đường thì bán vé số nhiều, bán hàng rong thì cũng nhiều, thất nghiệp thì cũng nhiều. Phải nói giờ mà bán vé số đầy đường luôn đó quý vị. Đi một quãng đường 500 mét thôi là phải nói khoảng 10 người lại mời mua vé số.
rất là khổ, cuộc sống quá khổ, khổ vô cùng luôn quý vị. Cái trước màn hình của chúng ta là con đường Nguyễn Chí Thanh mà, với là đường Ngô Quyền, rẽ bên tay trái rồi về hướng của bệnh viện Chợ Rẫy. Đoạn đường này chuyên về chăm sóc sắc đẹp cho xe máy cô chú anh chị, còn chăm sóc sắc đẹp cho xe hơi nằm ở trên con đường An Dương Vương quận 5. Phố này là phố chuyên về chăm sóc sắc đẹp xe máy này. Nhà máy bia Sài Gòn. Thôi năm nay ảnh hưởng kinh tế khó khăn quá, chúng ta cũng chỉ chuẩn bị một cái Tết làm sao mà nó trọn vẹn thôi, chứ còn nói cái chuyện mà sắm sửa cho trang hoàng như mọi năm thì chắc thôi chúng ta quên đi, không để ý đến làm gì nữa. Con đường này là con đường Nguyễn Kim sẽ đi về bên sân vận động Thống Nhất quý vị, trung tâm thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh bên phía tay phải nè. Bên phía tay phải màn hình của chúng ta đó là sân vận động Thống Nhất. Đây cô chú anh chị các bạn, một số hình ảnh tại sân vận động Thống Nhất. Trước đây nhiều cô chú từng sinh sống làm việc tại nơi đây. Bên phía tay phải màn hình của chúng ta đó là cư xá Lý Thường Kiệt quý vị. Cư xá Lý Thường Kiệt. Chợ điện tử Nhật Bảo, chợ điện tử lớn nhất ở tại Sài Gòn. Đây là con đường Lý Thường Kiệt, con đường Nguyễn Văn Thoại năm xưa cô chú anh chị. Bên tay phải thì cư xá Lý Thường Kiệt thuộc phường 7 quận 10. Đây là chuyên bán đồ cũ nè, chợ thiết bị điện tử lớn nhất tại Sài Gòn mà, món gì cũng có luôn, máy móc quạt cái gì cũng có, lớn nhất tại Sài Gòn mà. Nhiều khi người ta bán mình cũng ngại quay gần, người ta không chịu thiết bị, người ta không cho quay. Bàn phím, máy tính, camera, máy xây sinh tố, rồi bàn phím đầy đủ luôn, bạc ngàn luôn vậy, món gì cũng có luôn. Bán máy âm ly hay. À, vậy ha.
Nhiều có luôn. Nói chung muốn mua đồ điện tử cũ cứ đến khu vực này là mua món gì cũng có luôn nha quý vị. Món gì cũng tràn lan đại hải luôn. Xả hàng luôn mà, xả kho xả hàng. Trời, đầy đủ luôn, wifi, router, điện sạc, máy quay, cái gì cũng có luôn vậy. Hay thật. Ổ cắm rồi máy chụp hình, máy xay sinh tố, tivi, laptop, mọi người thấy không? Đây có nhiều cái đồ cũ cũng rất là tốt nha quý vị. Ổ cắm nè. Càng về cuối năm thì phải nói bà con tràn ra mua rất là nhiều luôn. Remote TV, remote máy lạnh, camera, bàn phím âm ly, nồi cơm điện, máy quạt, loa. Kinh thật, cái gì cũng bán. Cái gì cũng có, cái gì cũng bán quý vị. Đây người ta có bán mấy cây đàn đó nè, đàn cũ ngày xưa nè, đàn guitar. Khu vực này là khu vực của chợ Nhật Báo, quận 10, là một trong những ngôi chợ điện tử lớn nhất ở tại Sài Gòn hiện nay. Món gì cũng có luôn quý vị. Con đường Lý Thường Kiệt này đi về thẳng là bên nhà thi đấu Phú Thọ, quận 11. Bao nhiêu đồ cũ,
đã sử dụng cái xô hết ở đây mà bán thôi, ai mua thì mua. Wow, trời ơi quá trời luôn này quý vị. Dây chuyền, dây dép, quần áo, đồng hồ, máy tính, nhẫn, sách tay, cái gì cũng có luôn quý vị. Nói chung là món gì trong nhà mà đồ cũ đem ra bán hết. Và như vậy có lẽ những hình ảnh này cũng tạm khép lại video trên kênh YouTube Thường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.